Tại Việt Nam, Mitsubishi Outlander là mẫu SUV cỡ C có doanh số không quá ấn tượng, một phần nguyên nhân đến từ thiết kế không có gì nổi trội so với các đối thủ. Mẫu xe này phải cạnh tranh với nhiều cái tên như Hyundai Tucson, Mazda CX5. Tuy nhiên, đây vẫn là phương tiện yêu thích của nhiều người nhờ sự bền bỉ, ít hỏng hóc cũng như khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Trên thị trường xe cũ hiện nay, một chiếc Mitsubishi Outlander sản xuất năm 2023 đang được chào bán với mức giá 785 triệu. Theo người bán, xe thuộc phiên bản CVT, ngoại thất màu trắng, nội thất màu đen, chỉ số lăn bánh là 4.761 km. Tình trạng phương tiện vẫn còn khá mới. Được biết, ở thời điểm mua xe, giá niêm yết là 825 triệu. Chi phí để lăn bánh của xe lên tới 950 triệu. Như vậy, người bán đã phải chịu lỗ số tiền gần 200 triệu sau một năm sử dụng phương tiện. Trong khi đó, xét theo hướng ngược lại, với những ai đang tìm kiếm một mẫu SUV Nhật Bản bền bỉ vận hành ổn định mà không ngại mua xe cũ thì đây là một lựa chọn đáng cân nhắc. Mitsubishi Outlander 2023 được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Seal, mang lại vẻ ngoài thể thao và năng động đặc trưng. Ở phía trước, xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt hình chữ X mở rộng, đi kèm hai thanh mạ chrome dày dặn và nối liền với cụm đèn pha LED. Bản CVT của Outlander còn được trang bị bộ mâm đúc hợp kim đa chấu 18 in đèn hậu LED và một thanh trang trí mạ chrome dạng chữ C nối liền hai giải đèn hậu logo Mitsubishi được đặt trang trọng ở trung tâm cốp sau. Ngoài ra, xe còn có gương chiếu hậu điều chỉnh và gập điện, tích hợp đèn báo rẽ và sấy gương, tăng thêm tiện ích cho người sử dụng. Khoang lái của Mitsubishi Outlander 2023 thu hút người dùng với không gian nội thất đơn giản, gọn gàng nhưng vẫn rất sang trọng. Bản CVT được trang bị nhiều tiện nghi nổi bật, bao gồm vô lăng ba chấu, cụm đồng hồ gồm hai vòm analog và một màn hình LCD màn hình giải trí 6.7 in hỗ trợ Apple CarPlay Android Auto, hệ thống điều hòa tự động hai vùng với bốn cửa gió và dàn âm thanh gồm 4 loa. Hệ thống ghế ngồi được bọc nỉ màu đen, trong đó ghế lái có thể chỉnh tay 6 hướng. Hàng ghế thứ hai có thể trượt lên tới 250mm và có khả năng gập theo tỷ lệ 60-40, còn hàng ghế thứ ba có thể gập theo tỷ lệ 50-50, giúp tăng dung tích khoang hành lý khi cần thiết. Dưới nắp capo Xe sử dụng động cơ xăng 2 lít sản sinh công suất tối đa 145 mã lực và mô men xoắn cực đại 196 Newton kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT. Về mặt công nghệ an toàn, Outlander 2023 được trang bị đầy đủ các tính năng hiện đại. Xe có hai túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử, hệ thống chống tăng tốc ngoài kiểm soát.